Nhìn chiếc kẹo mút đáng yêu này, bạn có muốn sở hữu ngay một cái không? Bạn biết kẹo mút được làm như thế nào không? Hôm nay hãy cùng mình tham quan quá trình sản xuất kẹo của nhà máy này nhé. Bước đầu tiên là làm siro, đổ đường ra chuẩn bị dùng, sau đó cho vào nồi để nấu. Cho siro đã đun sôi vào thau, lần lượt đổ siro vào những khuôn sạch riêng biệt, tạo khuôn xong để nguội và dự trữ. Xịt một lớp nước lên bề mặt siro đã nguội, rồi đặt những hình mặt cười có thể ăn được dính lên kẹo, mặt cười đủ màu sắc, giúp kẹo có đủ loại biểu cảm. Sau khi kẹo được dính biểu cảm, sẽ đặt ngăn nắp sang một bên. Ở phòng khác, một nhóm công nhân đang chuẩn bị làm một nửa kẹo còn lại. Họ lấy những chiếc khuôn sạch sẽ ra ngoài và tiếp tục lấy que kẹo mút ra, lần lượt đặt những que màu trắng vào khuôn. Sau khi đặt xong, cho chúng chồng lên nhau, hoàn thành các khuôn xong, đặt khuôn đối diện nhau trên bàn, rồi thực hiện các bước như trước. Lấy siro đã đun sôi, hâm nóng trên bếp từ, đun đến khi siro nổi bong bóng, thêm axit citric và silitol, đảo đều và tiếp tục đun, vừa đun vừa ngoáy đều tay, cho đến khi siro biến thành màu trắng là được. Tiếp theo, đổ siro vào những chiếc khuôn đã đặt sẵn trước đó, sau đó, lấy kẹo đã dán biểu cảm ra, kết hợp với phần nửa kẹo này, bộ dụng cụ này được thiết kế cẩn thận, để có thể hoàn toàn khớp với nhau. Hai người cùng phối hợp, một người đứng trước đổ siro, người còn lại mài phía sau. Trong quá trình đó, siro trắng sẽ chảy ra ngoài dụng cụ, cảm giác rất thư thái. Sau đó đông lạnh chúng lại, thì có thể tách khuôn ra. Lúc này, trên bề mặt kẹo sẽ bọc một lớp sương mờ, không thể nhìn thấy biểu cảm trong kẹo. Khi bỏ hết lớp khuôn bên ngoài kẹo, đổ lên đĩa, tất cả kẹo được tách ra, sẽ do công nhân đảm nhiệm giai đoạn tiếp theo tiến hành công đoạn xử lý cuối cùng. Phải đảm bảo kẹo làm ra giữ được hình dạng đẹp nhất. Công nhân sẽ cho hết kẹo lên kệ, đẩy đến một phòng khác. Ở công đoạn này, công nhân sẽ đổ kẹo ra bàn. Sau khi lấy súng phun lửa ra, sẽ làm nóng bề mặt mờ bên ngoài kẹo. Cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra, từng chiếc kẹo bắt đầu lộ rõ nụ cười, họ cắm chúng lên đĩa, lắc qua lắc lại, tiến hành kiểm tra chất lượng bên ngoài, không vấn đề gì thì có thể mang đi đóng gói. Kẹo được đóng gói xong, được đổ vào băng truyền và đóng thành hộp. Thiết kế đóng gói cũng vô cùng khéo léo. Một hộp đựng 6 chiếc kẹo, kẹo mút đáng yêu ghê, làm quà tặng bạn gái thì hết sảy. Các bạn biết một hộp này có giá bao nhiêu tiền không? Kẹo mút cầu vồng được tạo ra như thế này, đầu tiên, phết siro đường trắng lên bàn, kiểm tra độ dính của nó, sau đó mở rộng ra, mứt nhiều màu được trộn với siro đường. Đổ thêm tinh bột và ngoáy đều, dùng kéo để cắt siro sau khi đã đông đặc. Hãy quan sát màu sắc hiện giờ của chúng, đừng hoa mắt nhé. Anh ấy dùng kéo cắt thành nhiều đoạn nhỏ, pha trộn những màu sắc khác nhau, nhào nào và thành màu xanh lục, hóa ra đỏ đậm cũng có thể biến thành đỏ tươi. Sau khi liên tục nhào nặn, những màu sắc khác nhau đã hoàn thành, anh ấy lại cầm cục siro trộn với tinh bột vừa nãy lên, làm vài động tác như kéo mì, thì biến thành một cục đường trắng như thế này. Chị gái kia lại nặn những cục kẹo màu sắc thành hình chữ nhật. Để gia tăng độ đính còn liên tục kéo đường trắng, nặn chúng thành những đoạn nhỏ, để nối những mảnh kẹo có màu sắc khác nhau. Sau khi cố định chúng, cuộn thành một hình tròn lớn, đã đến lúc chứng kiến sự thần kỳ rồi đây. Chiếc kẹo mút đầu tiên đã hoàn thành, cắm thêm thanh tre nữa là xong, tèn ten, chén nó, đầu xuôi thì đuôi lọt, một loại những chiếc kẹo xinh đẹp, bày lê liệt trên quầy hàng, nhìn chỉ muốn cắn một cái nhỉ.